đây rồi mẹ D bạc su với lại quýnh với lại BG bảy da, BG bảy da hoài mẹ, trận này có đông ra gì ta. Tôi nói là tôi nghe nói là BG bảy da chơi con Sam rồi lại đây đây đây, còn D bạc su quýnh cái đục chết con Sam này hay không. Đây đội hình của anh ban chủ bên tôi hoài đi trước luôn mà, đi trước luôn, lợi thế đi trước luôn. Bên kia chơi con bên kia là chơi con Giro, bên đây không có hồi sinh. Ừ đúng rồi, thủ tướng rồi, vô coi thôi mấy em, vô coi thử quýnh thôi. Để coi thử là con Skin này đấm chết con Sam nổi hay không thôi, mà tôi nghĩ chết được á, tại vì bên đây đâu có hồi sinh đâu. Con xương rồng chợ, con xương rồng sợ chưa kịp xè, sợ chưa kịp khạc cái là chết rồi. Hoài mẹ tạc 185 triệu. Mày con Sam này trâu phết đấy, coi thử là nổ chết sao mới, tôi nghĩ là nổ chết con Sam mới win được chứ, tôi nghĩ là nổ chết đó, tại vì không có hồi sinh là không có hồi sinh nó vô giật đâu đó, mới giật mấy con lâu hâu này xung quanh là gãy đầu hết à. Kịp không, con này lên máu kịp không? Rồi kịp mấy anh em mà lên máu cho con Sam kịp. Axit 6 con luôn mà, axit 6 con. Nè con Sam bắt đầu lên máu nè, đó lên nè, đó siêu phàm có đồ ẩn luôn mà. Có đồ ẩn luôn mà. Đây đang lên máu nè, nhưng mà tôi thấy hơi yếu thôi. 453 vé nên bú con Siriu Watchon 2 siêu kỹ xong co Watchon 1 đúng anh. Trời được em ơi. Mày cầm 453 vé mày quay con Siriu 2 luôn chứ mày sợ gì? Mày co mà lấy con bách cũng được, anh đó rồi đủ mày lấy con Siriu, mày con Siriu nó bình đẳng chúng sinh luôn. Mày tao trong này cho chuẩn bị tao đổi logo con Siriu rồi đó. Mày chuẩn bị tao thuê người vẽ logo Siriu rồi đó. Siêu mạnh lắm, yên tâm đi, lấy ở Watchon 2 về chơi đi, co lấy con bách cũng được, co điếu còn siêu thì kỹ đâu. Ok, tháng 1 ở Watchon 2 luôn, uy tín luôn, vô em quay bên si, mẹ bùng nổ bên si luôn, mẹ không nói mẹ quay xong về qua làm content siêu luôn. Anh điếu được chơi siêu nữa, mẹ anh cũng muốn chơi siêu lắm, sau này vô lóc bạc chơi siêu mẹ. On in siêu đi em, co lấy con bách cũng được, mẹ lúc đó mẹ co lấy con bách cũng được, mà đủ, lúc đầu mình không biết rồi chứ, giờ biết rồi, mẹ siêu nó mạnh phải cứt ra, con in siêu mà đạp đi em. Thì bên CVC có điếu ra vòng quay đâu, cứ lấy CVU về mà bình thiên hạ thôi. Có Sonic rồi, mẹ có Sonic cầm combo, Sonic CVU mẹ đi trước vô là đạp thôi. Rồi tích vé lấy co thôi mà quay mẹ 400 mấy thôi. Thôi thôi chạy mẹ mất uy tín rồi. Má con chạy UG mất uy tín phải cứt ra mẹ. Đau đầu vậy. Má con skin, mẹ con skin đấm yếu gì? Bỏ đồ hết skin nè. Mấy skin đấm yếu gì? Nói không là Silver Chung á, nó bị cái tắc cười nè. Chút nữa sẽ phân tích bên Silver Chung, sau Silver Chung nó đi chậm meta lắm mấy anh em ạ, nó không như Silver Việt Nam. Silver Việt Nam vô là ào vét là chơi luôn, Silver Việt Nam với Silver C vô ào vét là ra tướng mới là chơi luôn, còn Silver Chung nó đi chậm lắm. Silver Chung lúc nào nó cũng chậm hơn mấy Silver khác 15 ngày khi mà ra tướng mới. Lần nào cũng vậy đó, con Siriu cũng vậy. Lúc mà ra con Siriu mãi tới gần 2 tuần sau mới có con Siriu mẹ. Mày lúc đó vô con Tatsumaki nó bóp con cái chết, nó bóp con cái chết à. Mày lúc đó đâu có Siriu đâu, mãi tới 2 tuần sau mới có Siriu mấy anh em. Đợt nào cũng vậy, mấy anh em kêu là tại sao chạy UG bơm UG Siriu tất cả các con tướng mới chỉ có co là tụi nó lấy vô tụi nó chơi thôi. Chứ còn mà tất cả các meta tướng luôn đều hai tuần nó mới xuất hiện, hoặc lâu lâu có một hai người thôi, chứ còn top là tụi nó quýnh ăn chắc mặt bền, là tụi nó quýnh đồ hình meta không à. Lần nào cũng vậy luôn, lần nào cũng vậy là tụi nó chơi meta không à. Con Sam này có vẻ, hình như còn mềm. Theo tôi thấy nha, tôi nghĩ con Sam á,
không cần, tôi nghĩ là con Sam đứng với con Flash nó sẽ hay hơn thiệt. Cái con Sam này đứng với con Flash nó sẽ hay hơn hơn là đứng với con Xuân Rồng với lại con Shikin, tại vì né thêm nữa thì nó lâu lâu nó chống dài quả sốc đam hơn. Tại vì bây giờ mà ngang lực chiến á, tại vì mà ngang lực chiến, bây giờ ngang lực chiến khó, khó để sống chết con Sam. Tôi coi thử con Sam này có chết hay không. Tại vì bây giờ là đồ mà dồn á, đồ mà dồn vô á thì con Shikin đục không nổi. Không, ý là anh nói chung thôi, anh đang nói chung á là ạc của anh ZXV cũng đi là con Shikin là con Flash đúng không. Nhưng mà anh thích con Flash đi chung với lại con Sam nó sẽ dâm hơn. Tại vì đúng là bản thân con Sam này đã có hồi máu rồi, nhưng mà anh sợ trong trường hợp là nó sẽ có sốc đam. Vòng 32 cũng có Sam đối đầu với uy tín 38, mặt đó ao tướng em ơi, mặt đó ao tướng rồi, yếu lắm, mặt đó lực chiến cao thôi nhưng mà ao tướng rồi. Cái mặt uy tín 38 là mặt của Hot Girl Thí Liễu bên anh đó. Thí Liễu bên anh là chơi tới meta đâm thùng cho nên là mặt đó hiện tại là đang ao tướng em. Liễu không chơi, Liễu mới quay comeback con DK cho nên là chưa có mạnh đâu. Liễu phải tới meta đâm thùng thì nó mới mạnh được. Liễu nó bỏ con Xương Rồng, nó phải chờ tới meta mà MK điên bóng thì nó mới mạnh lên được. Tại vì ạc đó là xếp đồ nó mạnh sẵn rồi. Ạc đó xếp đồ máu rồi, xưa nó nuôi con cái sư lại nuôi tăng tớ nó mạnh sẵn rồi. Tới điên bóng mới chỉ cần lắp vô thôi, điên bóng với MK là khỏe rồi. Ạc đó mạnh hơn ạc tôi mà mấy anh em, ạc đó ngày xưa out được chiến ạc tôi luôn á. Nhưng mà tôi thì với võ công bí kíp mẹ mạnh hơn thôi, bí kíp truyền thâm hậu thôi. Lại tôi có được sự hướng dẫn của anh em đúng đắn đi theo con đường mẹ đường lối của đảng nhà nước tôi hợp lý hơn thôi. Còn bé tài liệu con bé tài liệu nó đi sai đường lối cho nên là nó bị gãy lúc đầu, nó gãy cái nhà huấn luyện á. Nhiều anh em bây giờ đang đập xây lại cái nhà huấn luyện lắm, bên nó bị thọt lực chiến nhiều lắm. Ôi mẹ, hay là tôi mở chuyên mục mẹ đi ngồi xây cái nhà huấn luyện lại nó hay. Thôi mẹ Xương Rồng mà Weapon 2 méo cải thiện được chiến nha. Mẹ con Xương Rồng mà Weapon 2 lại con vô nghĩa nha. Tôi nghĩ là quýnh 10 lượt đó, tôi nghĩ là không sốc chết được con Sam á. Tôi nghĩ là không chốc sốc chết được con Sam đó mọi người. Ôi sốc chết được không? Tôi thấy thì với con Shikin cụ bắp như thế này, con Shikin này đấm vô máu không nổi. Nửa máu rồi nè, chết không? Chết được không? Không được á, tôi nghĩ có thể được á, chỉ kích nhiều là được á. Rồi, cái nhà huấn luyện nó nhiều thứ lắm mấy anh em à, mấy anh em phải biết nâng kỹ năng. Nâng con nào trước, ưu tiên hệ nào trước, rồi lấy con nào làm phôi chính, rồi nâng con nào lên, rồi để con nào dưới cái ô huấn luyện để dùng nó làm tính năng tinh thông. Trời ơi, còn gì đặc biệt sao mà không đặc biệt. Trời mấy anh em quên nè, mấy anh em không nhớ là để yêu cầu nâng tinh thông, nó có yêu cầu nâng phẩm chất của con tướng lên bao nhiêu. Và ngồi ra con tướng nó sẽ khi mà tinh thông từ bậc 5, bậc 4, bậc 5, bậc 6, nó sẽ yêu cầu huân chương và kỹ vật của con tướng nó lên bao nhiêu mấy anh em ơi. Trời ơi mấy ông giỡn hoài. Những con tướng nào mà mấy anh em để vô cái ô đó là đủ điều kiện để mấy anh em đi tương lai sau này hết. Cho nên là cái câu chuyện mà nâng cái nhà huấn luyện nó cũng nhiều lắm mấy anh em à. Cái tính năng tinh thông nó làm liên kết tới nhiều thứ lắm mấy anh em. Đi đồ hình mấy anh em mới nâng sao nó đủ thứ tùm lum tà la đó. Nếu mà thích là bây giờ làm gì làm đâu, tôi nghĩ là 10 lượt đó mấy em. Không, Linh phế lắm mấy em. Linh không được nha. Linh xài không được nha mấy em. Linh mấy em đừng hiểu nhầm skill Linh nha. Skill Linh chỉ hồi 2 lượt thôi. Nha, mấy em đang bị hiểu lầm đó, các bạn Quân đang bị hiểu lầm đó. Bạn Quân đừng bị hiểu lầm đó bạn Quân ơi. Skill Linh là Linh nó chỉ hồi có 2 lượt thôi nha. Nó chỉ là duy trì trị liệu trong vòng 2 lượt thôi nha. Đang hiểu nhầm skill rồi đó. Quay giết chết được con Sam nè. Quay con Sam này mềm mấy anh em ạ.
nó đâu có tác dụng, nó đâu có đang tương tác với lại máu tím của con Sam đâu. Con Sam mà sau này nó chỉ tương tác với lại giáp xám của Boros thôi. Rồi, ok, không 10 lượt mạnh á.